Mến chào tất cả các cô chú anh chị gần xa đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay nhà vườn Ngọc Bích em quay trở lại clip là có một số cây hoa giấy siêu bông nhiều màu rất được cô chú anh chị ưa chuộng hiện nay ha. Em rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị gần xa thông qua số điện thoại của nhà vườn em 0706961085 cũng như là số Zalo của nhà vườn em. Nhà vườn em thì ở đây Vung Đồng Tháp . Trong clip này em cũng rất mong cô chú anh chị ủng hộ ha. Rồi đầu tiên là cây số 1 ngũ sắc thái 5 màu nha cô chú anh chị. Đầu tiên thì em nghiêng cái phơm tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem ha. Tàn bên em là rất là dày tàn luôn. Đây. Hoa này là nó đen hiền đen bút nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đây những cái tai bông này nè, nó nở nè, một số nở, một số là nó chưa có nở hết nữa ha. Rất là đủ nhiều màu, màu vàng, trắng phớt hồng, màu đỏ, màu cam và màu hồng sắc pháo, đủ hết 5 màu nha cô chú anh chị. Tàn rồi nè, rất là dày tàn ha. Để nuôi được cái cây mà tàn dày như thế này là rất là lâu nha cô chú anh chị. Tại vì bên em thì đa số là em chủ yếu bán tàn dày. Tàn càng dày thì hoa nó sẽ ra càng nhiều. 5 màu ha. Được rõ. Cây này tàn gom luôn nha cô chú anh chị. Đây. Ngũ sắc thái thì cô chú anh chị mình chơi được xuyên hoa quanh năm ha. Chơi được rất là nhiều đợt bông luôn. Ở dưới thì cô chú anh chị mình nhìn lên ha. Tàn này nó dày nó kín hết rồi. Những cái mắt ghép này nè cô chú anh chị ha. Ghép lâu rồi nó tự nó bỏ băng keo luôn nè. Nè nó liền lại nheo hết rồi. Cái này là tàn gom ha. Có độ hốt thân lên xíu luôn nè. Gốc thì rất là già rồi nha cô chú anh chị. Gốc sạch sẽ luôn ha. Rất là già. Rồi mã số 1. Tổng thể chiều cao 1m2, tổng tán nghe 1m5, hoành 21, mã số 1 1.1 triệu là em bao gồm phí ship . Thì cô chú anh chị thuận xe thì bên em sẽ gửi xe. Gửi xe thì hạn chế sự rụng hoa cho cô chú anh chị mình luôn ha. Còn về phần ship code thì cô chú anh chị ở xa quá thì em có thể ship, mà ship thì quá trình ship thì nó sẽ có rụng hoa và lá một số. Tại vì đi xa cái bầu này nó sẽ khô quá, nó mới gây ra tình trạng như vậy. Chứ giấy là cô chú anh chị yên tâm, nó rất là sống khỏe luôn. Tại vì cây này là hừng chậu rồi mới bắt đầu tiến hành ghép. Tiếp theo mã số 2. Số 2 cũng là ngũ sắc thái năng mèo luôn. Rực rỡ ha cô chú anh chị. Màu đỏ nè, vàng nè, hồng sắc pháo, trắng phớt hồng nè, kem nè. Em nghiêng cái phơm tàn xuống cho chú anh chị mình xem luôn ha. Đợt này em về cái lô này là tàn rất là gom nha cô chú anh chị. Thân gom, tàn gom luôn ha. Rất là đẹp luôn rồi nè. Cái mèo đỏ thái nè, rất là sáng nha. Cây này là tàn gom luôn, cái thân chi nhánh ở đây ha, cũng một ôm tay em luôn nè. Cây rất là năng cây nha cô chú anh chị. Độ sổ này cũng tầm 30 ha. Tốt già. Nó ôm với nhau nhìn rất là có duyên ha. Cái này về cô chú anh chị mình sang qua chỗ kiểu ha. Chân cặp chiếc nhà thôi, rất là đẹp. Rồi mã số 2. Cao 1m4 tới ngang 1m4, hoành 21. Mã số 2 1.2 triệu là em bao gồm phí ship luôn . Khi ship thì ship luôn cả chậu luôn ha. Tiếp theo là mã số 3. Đây em nghiêng cái tàn xuống cô chú anh chị xem. Rực rỡ hoa hết ha. Đây nè. Còn ngũ sắc thái thì cô chú anh chị mình lựa phơm tàn càng dày ha thì nó sẽ ra hoa càng nhiều. Cái này là hàng đen búp nụ. Ngũ sắc này là cô chú anh chị mình chơi xây chuyền được nha. Nó vừa nở là nó sẽ tạo nụ ra cái khác nữa nè. Nụ búp ở đây nữa nè. Tàn rất dày nha cô chú anh chị. Em xây từ từ một vòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Tàn nó tròn đều. Nụ cái nè. Siêu nụ luôn ha. Cái này cô chú anh chị thuận tiếng xe thì em ghép xe. Ghép xe thì cho cô chú anh chị mình có thể chơi hoa được. Mà ghép xe thì cũng có thể là rụng bông và lá một số nha cô chú anh chị. Chỉ một số ít thôi. Ở dưới đây thì em có nhánh mỹ xin ha, về cô chú anh chị mình muốn để chơi thì để ha, còn không thôi thì mình cắt, chứ không có vấn đề gì hết ha. Dán này là rất là lạ ha, dán quái. Ở dưới đây thì cái phần này nó chày da một xíu ha, nó bị lỗi không, nhưng mà không vấn đề gì nha cô chú anh chị. Em bảo hành sống nha, không vấn đề gì đâu nha. Cây thì đang phát triển bình thường ha. Cao 1,5 m, ngang 1,5 m, hoành 21. Mã số 3 này cũng 1,1 triệu luôn. Em bao gồm phí ship ạ. Tiếp theo, mã số 4. Số 4 cũng là ngũ sắc thái 5 mèo luôn. Cây này thì hàng búp nụ nên cô chú anh chị mình thấy nhìn bông nó chưa có rộ không nha. Tại vì hàng này là nó mới búp nụ. Nó xây chuyền ha. Nó chơi theo chuyền. Nè, như cái này nè, nó nở rồi nó gớt nè. Còn bên đây thì nó đang búp nụ lại nè cô chú anh chị ha. Đây. Nhưng mà nhìn tổng quan cái cây thì nó cũng đang hàng búp ha. Cũng đều cây tròn tàn. Em cũng nghiêng cái phong tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem luôn. Bên em thì cô chú anh chị thấy ha, bông nhiều chứ vàng lá nè cô chú anh chị thôi. Nó cũng rất là khỏe nha. Cây này thì được cái bộ đế, cái dáng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Tông này có độ khó khăn luôn nè ha. Củ đế già, củ đặc luôn. Cái góc này hơi lớn, em sẽ đo cái bộ đế cô chú anh chị mình xem ha. $68 nha cô chú anh chị. Rất là già luôn ha. Củ đế già, đế lực luôn. Nó rối nha. Nó đặc kẹo luôn rồi nè. Tàn thì cũng lớn nữa. Hai tay em ôm ha. Cũng không giáp nữa nè. Rất là lớn. Rồi mã số 4. Cao 1,5 m, ngang 1,5 m, hoành 20. Mã số 4 này là 1,2 triệu. Em bao gồm phí ship luôn ạ. Cô chú anh chị yên tâm ha, những cái dòng mà ngũ sắc này cho dù nó có rụng hoa và lá đi nữa, nó cũng rất là dễ làm bông lại. Tại vì những cái cây này là bên vườn em mà hừng chậu sống khỏe rồi mới tiến hành là ghép nha cô chú anh chị. Rồi nuôi tàn thêm một khoảng thời gian nữa. Bởi vậy là cô chú anh chị yên tâm. Nó có rụng là tại vì đi xa khô bầu mới rụng. Còn ghép xe thì hạn chế sự rụng hoa. Cái này là 4 màu lửa nha. Đỏ lửa nè, kem lửa nè, hồng lửa và tím lửa. 4 màu lửa, phơm tàn cũng rất là lớn nha cô chú anh chị. Tàn rất là dày ha. Cái màu hồng lửa này cũng rất là đẹp ha. 4 màu. Tàn này là thân tàn gom luôn. Củ đế đây thì gốc cũng sạch nha cô chú anh chị. Nó gốc nó sạch, nhìn nó quái ha. Uống ruộng rồi nè. Rồi mã số 5. Cao 1,5 m, ngang 1,4 m, hoành 23. Mã số 5 là 1 triệu. 4 màu lửa này về cô chú anh chị mình lấy bo ghép rất là nhiều luôn ha. Tàn rất là dày tàn. Bên em thì cô chú anh chị yên tâm, đa số giấy bên em là lúc nào em làm tàn cũng dày hết trơn. Tàn càng dày thì hoa nó sẽ ra càng nhiều. Với lại là mình chơi đột bông sao mình làm bông lại dễ nữa. Tiếp theo là mã số 6. Kéo cái bảng xích phía sau một con. Số 6 thì là em được, đợt này thì em về được có vài cây lớn nha cô chú anh chị. Ngũ sắc thì tông này là tông lớn nha. Cây này thì cô chú anh chị, những cái tông lớn này cô chú anh chị hận tiếng xe thì em gửi xe ha. Gửi xe thì cho cô chú anh chị mình cũng chơi được lâu. Cũng hạn chế sử dụng hoa. Đây cũng 5 mèo luôn ha. Đây, cái này là hàng đen búp nụ. Em cũng nghiêng cái tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem luôn. Hàng đen búp nụ thì cô chú anh chị thấy nó chưa có nở rộ quá nên mình nhìn chưa có gật gỡ không ha. Chứ như này 4-5 ngày nữa là về là nó nở rất là rộ luôn ha. 5 mèo. Đây. Vàng lá thì cũng rất là xanh mướt, khỏe luôn ha cô chú anh chị. Cây này thì cũng nằm ở trong chậu lớn luôn nha cô chú anh chị. Form tàn rất là lớn ha. Đây, năm mèo. Thân ở đây nè, rất là lực luôn ha. Các mắt ghép thì cô chú anh chị yên tâm, ghép đã nó liền lại với nhau hết rồi. Củ này đế sổ luôn. Độ sổ nè, em đo độ sổ cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Độ sổ là 37. Cái củ ở đây là 48 ha. Đế sổ mà củ 48 cũng rất là lớn nha cô chú anh chị. Ở chỗ này thì có nó chày da do hồi đó em bứng phôi, đã ha keo rồi ha. Cũng không vấn đề gì hết, nó còn xanh bình thường nha cô chú anh chị đây. Rồi mã số 6. Cao 1m6, tới ngang 1m5, hoành 36. Mã số 6 này 2,2 triệu là em bao gồm phí ship luôn ạ. Phí ship luôn cả chậu luôn. Thì bên em là cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Còn ship xe thì là hưởng tiếng xe thì bên em sẽ gửi xe để hạn chế sự rụng hoa cho cô chú anh chị mình. Tiếp theo mã số 7. Số 7 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Nói chung mà đợt này mấy cây này là hàng đen dây chuyền nha cô chú anh chị. Nó đang búp nụ nha. Nên cô chú anh chị mình nhìn thấy là nó chưa có rực rỡ không ha. Đây, tại hàng đen nụ. Ý là hàng chưa có nở rộ ha. Mà nhìn cái phơm tàn nó lớn như thế này rồi. Mà cây này mà nở rộ ra cái nữa là tàn rất là lớn hơn nữa ha. Đây, đủ màu hết nha. Trắng phất hồng nè, hồng sắc pháo nè, màu cam nè, màu vàng nè và màu đỏ nè. Cái nào bên em 5 màu em nói 5 màu, 4 màu em nói 4 màu nha cô chú anh chị. Tàn rất là dày luôn. Cây này được cái bộ đế khủng luôn ha. Tàn gom. Coi cái củ đế nè cô chú anh chị. Gốc nè. Gốc này rất là đẹp luôn ha. Nhìn nó cuộn tròn ở với nhau ha. Đây, gốc sạch luôn nha. Em đo cái tổng hạo cái củ cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây, rất là lớn mà gốc sạch nữa. Củ 70 nha cô chú anh chị. Hoành đế 70 ha. Rồi mã số 7. Cao 1m6, ngang 1m5, hoành 32. Mã số 7 2,2 triệu, bao gồm phí ship luôn. Cây này ngoài rất là lớn nha cô chú anh chị, và nặng nữa, hai người khiêng luôn ha. Tại tàn rất là dày tàn. Tiếp theo là mã số 8. Bả xá cây này về sen chậu ha cô chú anh chị. Những cái dòng ngũ sắc này về chân chút nhà thôi rất là đẹp luôn. Cây này tàn rất là lớn ha. Hai tay em ôm không giáp luôn à. Sum xê. Cây này thì cũng là 5 màu hết nha cô chú anh chị. Đây. Bông búp nụ bên em là từ trên đỉnh ha. Chạc dài xuống luôn nha cô chú anh chị. Đây. Rất là đều ha. Cái màu đỏ nè, rực rỡ luôn ha. Đây. Màu đỏ thấy nhìn rất là đẹp. Cây này được 4 thân ha, tứ quý luôn. Được 4 nhánh ha. Củ đế thì củ đế sổ luôn nha cô chú anh chị. Gốc già ha. Gốc già gốc sạch luôn. Rồi mã số 8. Cao 1,5 m, ngang 1m6, hoành 31. Mã số 8 này là 1,9 triệu. Em bao gồm phí ship luôn ạ. Tiếp theo mã số 9 là dòng trắng quốc hồng Sakura. Cái dòng này thì là dòng chuyển màu nha cô chú anh chị. Khi mà bông nó già thì nó chuyển sang màu hồng ha. Trắng phất hồng Sakura. Cây này được tông một cốt luôn nha cô chú anh chị. Dáng thì rất là lắc lượng ha. Cây này là nuôi tàn cũng lâu rồi. Các mắt ghép thì đã được nó liền lại với nhau hết rồi nè. Có bỏ băng keo rồi nè. Này tông một cúc xin luôn nha. Một cúc xin không có mặt cắt nè. Đế sổ quái luôn. và mã số 9. Cao 1m1, ngang 1m2, hoành 16. Mã số 9 này là 600.000. Em bao gồm phí ship. Bên em là sẽ bao ship toàn quốc, khi ship luôn cả chậu. Tiếp theo nữa, mã số 10. Mã số 10 là một cây tím bướm. Nghiêng cái tàn xuống cô chú anh chị xem ha. Tím bướm này cô chú anh chị yên tâm ha, nó rất là chơi dai luôn, đâu tàn ha. Cái mặt hoa tím bướm thì là bông chùm nha, bông chùm chùm đây nè, nhìn rất là đẹp ha. Cây này thì cũng là tông một cốt luôn. Một cốt này cái hoành nhỏ thôi mà được cái củ đế rất là lực nha cô chú anh chị, đế lớn ha. Rồi mã số 10. Cao 1m, ngang 90, hoành 14, mã số 10 500.000. 500.000 là em bao ship toàn quốc mà khi ship luôn cả chậu mũ nha. Chậu bên em là chậu mũ nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 11. 11 là một cây dưa hấu. Mặt hoa dưa hấu cũng rất là đẹp ha. Tàn rất là dày tàn. Dưa hấu. Củ đế thì uống lượng xoắn ốc ha. Y gan hình con ốc thì là nó xoắn lại nhau ha. Gốc già gốc lắm nha cô chú anh chị. Gốc già ha. Và mã số 11. Cao 1m, ngang 1m, hoành 21, mã số 11 500.000. Tiếp theo mã số 12. 12 cũng là một cây dưa hấu luôn. Cây này tông lớn nha cô chú anh chị. Tông keo luôn ha. Mặt hoa nè. Nghiêng cái tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem nè. Tàn dày tàn lắm nha cô chú anh chị. Cái màu thì rất là đẹp ha. Cái bông màu dưa hấu này là cô chú anh chị mình chơi cũng rất là bền đó. Nó rất là lâu tàn luôn. Hoa thì ra là chùm chùm ha. Cây này là tàn gom luôn. Cái thân nhánh ở đây là cũng một ôm tay em luôn nè. Nó già quá, nó đóng mốc luôn rồi nè. Nó già quá, chùm già luôn. Ở đây gốc cũng già luôn ha. Ôm tay em nè. Còn mã số 12. Cao 1m2, ngang 1m1, hoành 23, 600.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship luôn cả chậu à. Tiếp theo mã số 13. Cũng là một cây dưa hấu luôn. Tàn rất là dày nha cô chú anh chị. Cây này thì hàng đen búp nụ. Dưa hấu này cô chú anh chị mình chơi cũng quanh năm luôn đó. Nó dễ ra hoa, dễ làm bông lắm. Đây hàng đen búp nụ nè. Chơi theo dây chuyền ha. Con tàn dày nè. Cây này tông một cốt luôn. Rồi mã số 12, 13. Cao 1m, ngang 1m và 15, mã số 13 500.000. Em bao ship toàn quốc, khi ship luôn cả chậu mũ à. Tiếp theo mã số 14. 14 là một cây ba màu, cũng là tông một cốt luôn, tàn dày ha. Em nghiêng cái tàn xuống hưu chú anh chị xem ha. Gồm có là màu tím bướm nè, trắng đại phúc nè và hồng đại phúc. Ba màu này thì lá cũng lá lớn ha. Hoa thì ra nhìn rất là đẹp luôn. Cái này tông một cốt nha cô chú anh chị. Cổng đế sổ nè, rất sạch luôn. Rồi mã số 14. Cao 1m1, ngang 1m, rồi 17, mã số 14 500.000. Tiếp theo mã số 15. 15 là một cây tím Pháp. Tím Pháp thì mặt hoa tím Pháp thì nó sẽ đậm hơn mặt hoa tím bướm một chút xíu. Đây. Mà cái dòng nào là chơi bông nó cũng bền với lại xiên lắm nha cô chú anh chị. Những cái dòng tím Pháp này nè, rất là chơi dễ chăm sóc luôn ha. Tàn rất là dày, tàn bên em cây nhỏ thôi, tàn con nó cũng dày nữa. Nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Chế bên em là nuôi rất là lâu rồi. Cây thì em cũng đảm bảo sống cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi mã số 15, cao 1m4 ngang 1m1, hoành 22, mã số 15 600.000. Tiếp theo mã số 16. 16 này là một cây dáng bonsai nha cô chú anh chị, đỏ xếp bia nha. Cây này thì thuộc hàng đen búp nụ nên cô chú anh chị mình thấy là chưa có kẹo, chưa có bông, nhìn bông chưa có gỗ nha. Cây này bên vườn em thì cũng đã vô dây. Đây, vô dây nè cô chú anh chị, cũng đã bẻ mâm ha, vô dây ha. Bây giờ những cái bông, những cái tai bông nó chuẩn bị nó bắt đầu nở ha. Ở dưới thì cô chú anh chị mình nhìn lên ha. Đây, đã vô dây vô chi hết rồi. Củ đế thì gốc rất là già ha. Ở chỗ này thì có chày nhẹ, vỏ nhẹ xíu ha, cũng không vấn đề gì. Cây thì đảm bảo sống cô chú anh chị. Cái này là cây đỏ nha, đỏ xích bia ha, bonsai. Rồi mã số 16, cao 80 nghe 1m, hoành 22, mã số 16 800.000. Mã số 16 cũng là cuối clip à. Mong cô chú anh chị xem ủng hộ nhà vườn em ha. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau. Em xin chào.